Xin lỗi các bạn bởi vì đang livestream thì tự nhiên là cái tín hiệu internet bị mất. Thôi cũng cho các bạn qua cái video này các bạn nhé. Đây, thưa cả nhà. Để tiếp nối cái chia sẻ ngày hôm nay thì mình lại lên sóng những cái cây mộc mộc bầu nằm trên bầu vải rồi. Bầu vải. Thì trong xuyên suốt cái tháng bắt đầu từ tháng 5, tháng 6 tới đây là các cái cây mà được đánh ở dưới đất nó khá về hạn chế về việc là đánh đánh chuyển vì nó nắng mà. Thì bên Mộc Hương Ba Miền sẽ chia sẻ cho các bạn các cái cây liên quan đến trên bên trên bầu. Nằm bầu này là nó đảm bảo hơn rất là nhiều để nó vượt qua các cái kỳ nắng nóng này. Hai nữa là sẽ lại chia sẻ tiếp cho các bạn những cây cây mộc hương bonsai mini ở trên 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 vườn của Mộc Hương Ba Miền. Thì bên bên mình thì cũng thực sự là cũng có nhiều thời gian nó cũng hơi bận. Nó hơi bận. Nên là cũng không không có ngồi để chỉnh sửa các cái cây bonsai được cho các bạn. Nhưng mà mùa hè thì nắng nóng sẽ tập trung để làm cây bonsai để đăng tải lên cho các bạn. Nếu ai mà có nhu cầu thì cũng là đặt mua. Đây là cái mẫu mà mình sẽ triển khai bán tháng tháng 5 này, tháng 6 này. Đấy. Đấy, bạn, cái này là mình bán thì rất là nhiều đấy. Bạn hoa rất là đẹp. Những cái cây này là này, nó cái thoát thân rất là đẹp, xinh xinh. Nhiều bạn hỏi bảo lo lái to, lá to này. Tất nhiên này các bạn này, khi mà cây nó ở cái thời kỳ phát triển thì thường trên cây nó có lá to lá nhỏ. Ví dụ như cây này thì đấy, cái chỗ này thì cây rất là nhỏ. Thì đối với một cây mộc hương mà Trung Quốc ấy, thì nó không có hoa đâu các bạn nhé, không có hoa đâu. Đây là một cái giống mộc hương ta rất chuẩn luôn, da rất là sáng, đặc biệt là thuần thuần bầu rồi, trồng trên bầu. Đấy, các bạn mà có nhu cầu thì mình vẫn ship cho các bạn những cái cây như thế này để trồng các cái quanh nhà lối đi này. Hôm nay hoa nở rất là nhiều luôn này. Hoa nở nhiều, sai hoa. Đấy. Bạn nào có nhu cầu thì gọi điện luôn cho mình nha. Đấy, cái số điện thoại mình để trên màn hình hoặc là cái phần bình luận rồi là cái phần mô tả video đấy. Đấy, cảm ơn các bạn. À, nó mình cũng nói giá. Ôi, cây này sao nhiều hoa ấy nhỉ? Nhiều hoa quá các bạn, mình cắt cái này nhiều hoa kinh người luôn, ôi trời ơi, khiếp rồi, thơm ngứt mũi luôn, bứt cái hoa này thơm, đẹp chưa các bạn, đấy. Hoa nhiều lắm các bạn nhìn này, đấy. À, giá mà mình sẽ bán cho các bạn một cái cây này, nếu các bạn mua từ 30 cho đến 50 cây trở lên thì giá là 65.000 một cây. Cái cây cao này là cây cao 2 này, 4 này, 60 sen. Thấp nhất là 60, còn cao là 80 đến 90 sen. Đấy, nằm bầu vải hoặc là bầu đen như thế này. Cây to bằng cái đũa, ngang cái đũa rồi. Đấy, thoát thân thì tùy. Thường đây thoát thân 10 15 sen. Đấy, về tán nó tròn, các bạn về nuôi chăn nuôi thêm cũng được. Rồi, cảm ơn cả nhà nhé. Các bạn hãy nhớ like fanpage nhé. Và like video này, đăng ký kênh YouTube. Và có thể chia sẻ video này cho các một số người bạn của mình để biết họ biết thông tin. Cảm ơn các bạn.